Ok, xin chào các bạn, các bạn đã trở lại với kênh Văn hóa Nhật Bản Trong Tôi của mình. Hôm nay chúng mình lại tiếp tục với hành trình Suốt Lao Lao Xóm nhá. Ok, vậy là hôm nay mình sẽ tiếp tục ở đây. Hôm qua thì mình còn trả nhiệm vụ xong. Đấy, hôm nay mình thử nhận thêm có nhiệm vụ gì mới nhá. Ok, vậy là clear hết rồi các bạn. Nó còn một số nhiệm vụ nữa mình chưa hoàn thành. Đây còn 3-4 nhiệm vụ đấy. Mình sẽ làm trong quá trình mình làm các cái quét kia nhá. Làm các quét chuyển nhá. Ok. Tiếp tục không? Trở lại với Thung Lũng Cát thôi các bạn. Ok, đây có một vài chỗ thì mình chắc là cứ sẽ bắt đầu với cái gần nhất nhá. Một vài mình đã phá đảo một cái rồi. Một vài cái nữa. Để cùng xem cái nào gần nhất. Đây thì có 4 điểm. Mình sẽ đến điểm này đi. Vậy thì mình sẽ phải đi qua đây quay ngược lại không? Shoot. Ok, đây ạ. Hôm qua chỗ này mình nhớ là như là chưa có khóa nên có lẽ ở đây nhưng vẫn chưa vào được đâu các bạn. Xem. Đã vào trong cái đúng mèo này chưa? Ok, về chắc là mình vẫn chưa thể vào được đúng mèo này rồi. Đây mình sẽ vào cái đúng mèo khác trước. Đây, mình sẽ vào thử cái này chơi. Cái này là hình như là cái hôm qua mình vào rồi thì phải. Khung cảnh khá là tráng lệ các bạn ạ. Đúng nghĩa sao mà cao. Vậy là phải bay vòng khá là xa. Mình không biết là liệu nó ở trên hay nó ở dưới đây nữa. Mình thử bay lên cao lên trên đây. Đấy, có thể bay cao lên trên được các bạn. Wow, nhìn cảnh tượng trên này khá là đẹp. Đây, mình sắp đến một đúng mèo rồi. Phải ở dưới đây. Ok. Ok, one hit, kill 3.
chỉ một kìm các bạn. Ổn quá thọ. Sao nó trâu xí tao thế, Yuki. Ok, cửa mở rồi. Tiếp thôi. Xem nào. Đây có hai bên, để mình sẽ đi bên này trước đi. Bên cụ trước đi, để tìm xem là có đồ gì không. Wow. Bộ cảm các bạn. Cá quẹt. Ok, mở cửa thôi. この先がボス部屋みてえだ。OK、部屋でボス。え、チョイルーン、やばい。このまま。わかったわ。ボスだね。おお、ここ、シュンコウ。シュンコウ、コンドウ。このボスは、そんなに強くないようです。やっつけちゃいましょう。で、今、強くやばい。アンデーで。OK, giờ chỉ bó thôi, xử bó thôi là xong. Khi bắt đầu tấn công là mình không thể chạy ngược về sau để né rồi. OK, đánh bó rồi, khá là dễ dàng các bạn. Mình cảm giác là như là kiểu khu vực mới này thì nó chỉ tương đương khu vực cũ thôi, không có boss. Mà, còn là món gì? Mikake đao shi ko. Yoshi, atsuketa. OK. Yarimashita ne. Omigoto desu. Đây là sự bó rồi. Yeah, minasan yarimashita ne. Oku no tobira ga aita zo. Kobe. Hãy cùng vào khám phá cái kho báu nhé. Một cái kiếm đây, đây là cái phần nhiệm vụ của chúng ta đây. Ok, đấy đúng như mình dự đoán, nó một mảnh chìa khóa các bạn. Puzzle mi tai da kedo nanika no buhin nano kana. Mình đã nhận được hai mảnh rồi. Kore te ano dungeon de te ni ireta buhin to kutsukisou yo. Honto ne, kutsukeru to kagi ppoi katachi demo mada buhin ga tarinai mitai ne. Oka no dungeon de te ni irero tte. Ok, bây giờ cái này sẽ gồm 3 mảnh. Mà mình nghĩ là chắc chắn là đúng không? Còn lại sẽ là mảnh còn lại rồi. Ok, xong nhiệm vụ đây rồi. Mình check qua thử xem có quái nào ở đây mình cần tiêu diệt không. Không có các bạn. Mình sẽ khám phá nốt cái đúng không này nhá. Bên này mình chưa khám phá đây. Đúng rồi, còn bên này mình chưa khám phá. Khá là nhiều quái. À đây là về ấy thôi. Vậy thì mình đã nghĩ là xong rồi đấy. Xong cái Dungeon rồi. Ok, vậy thì mình đã hoàn thành cái Dungeon này rồi. Thì chuyển tiếp Dungeon tiếp theo thôi. アスナ、何？ちょっとここで待っててくれ。わけは後で説明するから。お、これラインとだ。ちょっとさ、ライトだ。発見。お兄ちゃん。これにやっと発見だもん。ライト。追いつけられてる。の？全力で移動すれば捕らえられないまでも姿くらいは視界。くそ、誰だったか。OK、これはけど解脱だ。はい、皆様。け。まったく、ALO を始めたばかりの頃は、私が羽のあっという間に随意飛行を覚えちゃうわ。普通の人なら怖がるスピードだって平気で出しちゃうわ。ああ、これでもスピードには結構自信があったんだ。もうキリトくん、やっぱりつけられてたの。ああ、
見事なまでのハイドだ。cũng phải rất là đáng để kẻ kia vì có cái tốc độ nhanh hơn cả này không để được kịp. Rồi giờ hãy tập trung vào các cái nhiệm vụ thôi. Hô chỉ するの誰かに見張られてるなんてなんだか気味が悪いよ。蹴取られたことを向こうも気づいたはず。警戒するだろうからこれ以上の詮索は難しいよ。それにこういうプレイヤー同士の馬鹿し合いだってゲームならではさ。キルト君こんなことまで面白がってる。もう全てはゲームではあるわ。さあ気を取り直してクエスト再開しようぜ。 OK じゃあ来るクエスト。Đây, xem nhân vật nữ này. Sasuga, kiite ta ijou no tatsujin kun ne. Khá là xinh các bạn. Nhìn vô đi khát nữa. Demo mou sukoshi, yousu o misasete morawou to. Ok, giờ mình sẽ khám phá nốt cái đu mèo còn lại. Vậy thì ở đây, mình sẽ bay lên cao đi. Quay ngược lại. Ok, đúng hướng rồi các bạn. Ồ, có một luồng gió đây. Chắc là sẽ giúp mình bay lên cao hơn nữa. Ồ. ここは下から吹き上げる風が強くて進めないな。草原の島にあったような気流発生装置、風の魔法装置だっけ。có vẻ như cái ngọn gió ấy giống với cái ngọn gió ở cái địa hình lúc đầu lúc đầu tiên mình chơi. Nà, 俺の勘だが解除装置のようなものが近くにあるんじゃないか。Nè, chắc là cần phải tìm một cái thiết bị nào tắt cái ngọn gió ấy. 怪しそうなオブジェクトを探せばいいって近くにある浮島が怪しいんじゃないかな。他にも意味ありげなオブジェクトだ。よくある展開だと、こいつを調べるとボスにも出ました。OK、とカファセ。よし、調べてみよう。気をつけてね。OK、じゃあ、見せ、どいどいボスね。やはりな。OK、こっちへの。これで決めてやる。Ôi, khá là đau các bạn. Nó toàn cú lửa thôi. Yuki. Yuki. Ôi, xin để thay xe ô thả thêm ô. Mình vừa mới bay lên xong đã bị đẩy xuống rồi. Chắc phải giết mấy con trời trước. Để thay xe ô thả できるみたいだね。ユキ、大丈夫か。しまった。OK。ここからが勝負だね。キルト、キルト、落ち着いていきましょう。残り体力に気をつけてください。はい。
บอสค้านยังจะบ้าไหนมือเชื่อคิดแบบดีโอเคไม่เตรียมเลยเลยวะまあこんなものか見かけ倒しうんいい調子だねどういうのこの殺虫おめでとうですカラオルやりましたね気流は気流が止まったわ行ってみましょう行ってみましょう行ってみましょう行ってみましょうไปเชื่อแกดูมองเลยดูมองก่อนละこれで下に降りられるわねเนี่ยเราเชื่อแกดูมองบันเดิลมันไม่มีชีพขวาบ้างเดี๋ยวเลยเดี๋ยวมีให้ดูให้มั่งชีพขวาkhông thể làm được mấy cái này chắc là mình muốn thiếu một mảnh nào đó có lẽ mình sẽ phải về thành tìm xem vậy thì bây giờ mình sẽ quay lại quay về nhé vậy là về thành thì sẽ cho mình thêm manh mối ồ có một nhân vật đang đứng đợi mình đây không biết là đó khi biết được gì mà thành viên của Xem Rock ここまで来てるってことは腕に覚えがあるプレイヤーだなシャムロックも相当な実力者揃いだって話だよなおっと偵察任務の途中だから俺はそろそろ行くぜシャムロックかセブンちゃん好きで実力者揃いっていうとまさか入りたくなったの違う違う少し興味があるだけだって少しなCũng may là anh ấy chỉ thế họ thấy ngầu thôi chứ không có gì cả thế này là vẫn là điểm này nhưng không phải có lẽ vẫn phải quay về thành các bạn ok quay về thị trấn luôn xem có gì nhá xem liệu mình sẽ có gì ở đây không không có gì cả các bạn ạ mình sẽ thử tra các phòng này xemいい仕事がいっぱいですよ。今はこういったものがありますよ。またいつでも来てくださいね。あれはミューティクエット。もうこれで mình không thể chơi được rồi。Mình sẽ chỉ làm những cái quest thường thôi。OK, đây là trên equipment này.À thôi mình sẽ giám động giám định qua một số đồ nhé để xem liệu có đồ nào ngon hơn đâu để trang bị Nani ka kau no ka Itsu demo koi yo Ara, kyou wa dou shita no?
没有，我们就为了起手掌喽。thanh này bằng nhau thì mình có hai thanh này liền, khá nhiều đồ mà không. Ôi nhìn các bạn này, nhìn này, thanh này chỉ số S luôn các bạn, tăng lực S này. Thanh mình đang mang này sao không có hiệu ứng gì cả, thanh này mặc dù chỉ số giảm nhưng mà nó tăng rất nhiều thứ ấy. Dưới đây thanh này nó còn tăng tới 3 thuộc tính, nó là phần phần quá các bạn. Mình có lên đeo vào không? 190 hay 220 giảm khá nhiều được tấn công. Đây là kiên này. Oh, đây rồi các bạn ạ. Đây rồi, mình sẽ trang bị thằng này. Về đôi Black Gun này giúp mình tăng rất nhiều thứ ấy. Thấy không? Tăng được chiến mình lên rất là cao. Mình sẽ equip cho đồng đội nhé, xem là liệu có đồ gì ngon. Tất cả để tăng hết các bạn ạ. Sẽ thử 61 này, 111 luôn. Và có rất nhiều thứ khác. Tăng khá nhiều thứ nếu có tăng thêm này. Còn lại mình sẽ để cho ấy đeo Yuki đeo. Quả như mình nghĩ đúng thật. Đây, suốt upgrade đúng là của ấy rồi, đúng của Yuki rồi các bạn. Thành này phải bay xuống này, cái này có một cái S này, mình không biết là lên nào, một cái B, trừ thủ trừ nhiều, có quyết định nghe, cái này cái S này đi, đeo suốt gặp của Red là không thể đeo được một cái khác luôn, ok vậy thì mình sẽ thay cái kia, tôi xin non. Này có hiệu ghép này, sẽ khỏe hơn. Ok, thế được ổn rồi đấy. Tiếp tục với anh chị thôi. Không thấy điều gì mới đây các bạn. Mình thử đi xung quanh thị trấn đây. Ồ, đây là mình có thể mua máu đây. Máu đây khá rẻ các bạn. Ok, mình sẽ trữ vài bình máu. Mình nghĩ là mình sẽ lấy loại 50%. Trữ tầm khoảng 10 bình các bạn. Mua mắc là 9 bình thôi các bạn ạ. Ok, máu rất là cần thiết. Cái này chỉ mua được 1 bình thôi các bạn. Cái này mua mắc 15 bình thì mình sẽ mua mắc máu phòng trường hợp đánh boss khủng. Cái này là phục hồi năng lượng này, những cái thứ này để giải độc này, khá là đắt, mấy viên này khá là đắt nên thôi. Mình sẽ mua máu thôi. Liệu có gì mới không nhỉ? Đây là về nhà thôi, chả có gì cả. À, đây rồi. Vậy là cũng đã không gây đợi chúng ta ở đây. Asuna, tôi nè. Hả? Vẫn luôn ủng hộ bạn cả nè. Ok, vậy là Sentra có quà cho Asuna. Không có chuyện đó. Nhưng mà, tôi đã làm cho tôi thì rất là vui. Biết là món quà gì? Đây là... Vãi, đổ lốt các bạn ạ. Trời, không thể tin được luôn.
細かい刺繍にもこだわってて、ね、結構苦労したんだ。ちょっとキリト君、ごめん、見事な刺繍だなって感心してたんだよ。アスナ、気に入らないかな。ううん、すっごく可愛いと思うよ。まさか下着を作ってくれるなんて思わなかったけど、そっか、喜んでくれてよかった。OK, rồi con bỏ thử luôn. OK, thử ngay bây giờ các bạn ạ. Cả vui đây. OK, anh Tô. OK, đây là mình phải ra ngoài các bạn ạ. Tiếp thật. Thôi, mình phải ra ngoài các bạn ạ. Thôi, mình phải ra ngoài các bạn ạ.Kì tô, anh cấm được nhìn trộm nhá. Thông tin đấy ạ. Chắc là không nhìn thấy rồi bắt. Asuna, ưu mạc Storia ni nôse られた na. Khá là nguy hiểm các bạn. Thế này là sao mà tương đổi được. Anh Tô chắc đang thèm lắm đấyOK, đúng rồi, đừng ngại chứ. Có thể nghe được tất cả mọi thứ. OK. OK, xong rồi. Nóng bỏng mắt luôn các bạn ạ. Kirito だけ見せてあげないのはかわいそうだなって思って。そっていや、おかしいだろ。それに、なんでストレアは。待って、アスナ見てたら、私も着たくなっちゃったの。自分用も作ったんだよ。やっぱり恥ずかしいよ。手で隠したらもったいないよ。もっと。tuyệt đối cầm cầm trong đầu mười tám dưới mười tám cộng xem cái này nhé các bạn. やっぱり装備すると。em này không biết là mát bao nhiêu nữa, mình chắc phải xem lại mát cái này. ちょっとキリト君、何真面目に語り出してるのよ。ごめん。やっぱりキリトも下着。đương nhiên rồi. đàn ông mà không mê quần lót, đồ áo, đồ lót này.今度はどういうのを作ろうかな。可愛い系と言ったらフリルとレース。あと清楚感を残したいから色は例えば薄い水色の上下で、縁パンツの両サイドにはリボンがあって。うん、どう？あと何かリクエストある？うん。もっと透け感を出した方がいいとか、布の面積を少なくした方がいいとか。ゲート君、そう？嘘。キリト君の考えてることはお見通し。アスナ、近い。ダムダム、ダムダム、ダムダム。ちょっと、ちょっと、ダムダム、ダム。次回作も期待しといてね。cứ làm vài bộ này thì chắc cực kỳ bộ mắt luôn mất. OK, đây mình ra ngoài có xem nhé, có những vụ gì cho mình tiếp nhé. Yeah, chắc sẽ có một quest chính tuyến liên quan để mình có thể mở nốt chìa khóa, tìm nốt cái phần chìa khóa.Đây thì mình lại không thấy. Không có ai ngoài này các bạn. Vậy thôi, ra mình vẫn phải tiếp tục với hành trình nữa. Để mình đã check thử. Không có sự liên quan ở đây, tiếp tục thôi. Ở đây làđây là phía bắc này, không biết là liệu đến đâu đây. Mình cũng chưa thử. Nó mở. Ồ, vậy là điểm này. Rồi điểm này thì mình đã khám phá rồi. Vẫn trở lại về đây thôi. Giờ mình thử quay lại xem có chưa được các bạn, vẫn thiếu một thứ gì đó. Thôi mình sẽ tranh thủ làm mấy cái quét phụ trước.
thì liên quét phụ sau đó sẽ tìm cách của các chú thêm. Ok, giờ mình sẽ thử thách thêm nhiệm vụ phụ mình. Cái này thì phải đánh thôi, đánh quái thôi. Cái này là trong các cái hang động rồi. Nên mình chắc phải vào đấy thôi. À, vậy ở đây, secret chắc là bút xương rồi. Không nhiều con. Đây quái vật thế ở trên trời này. Scorpion. Để thử check các loại quái trước. Thử xuống đánh bao cạp trước các bạn. Mình nghĩ là quái vật nữa. Tên nhiệm vụ là Red Shop Scorpion. Scorpion là bao cạp các bạn. Thì chắc chắn là đánh của chưa đi. Mình nghĩ là vào Dumeon thì có lẽ là sẽ ấy hơn. Đấy, đi sang bên này các bạn. Ok, được vừa rồi. Thử vào Dumeon xem. Đây có một con rồng này. Bây giờ không phải đối thủ của nó rồi. Mẹ. Mẹ.
để một phát này mình mất 25% máu của mình mất. Thôi chừng sau nữa các bạn. Quá khỏe luôn. Tránh con bot kia ra nếu mà không cần thiết các bạn. Vì khả năng đối đầu với nó sẽ rất cao. Mình đang muốn sang bên này. Okay, đi đúng rồi không? Tránh con bot kia ra nhé. Tẩu vi tự sách đúng không ạ? Thì gặp đối thủ khỏe thì mình phải chịu thôi. Kia kìa, nó kia kìa. Mình sẽ bay lè lè ra để không dụ bot. Như ở đây ồ người đá các bạn đây có vẹt quét đây rồi.
ก็ได้เดียวกูด้วยว่ะใส่พร้อมกันดีดอใส่ลำกันดีดอเชือกไปคงก็ดีอยู่ครับอ่ะไปดิใช่ป่าวคือลูกไก่คนหลายเมื่อกี้ได้ดีป่ะได้เดี๋ยวมึงเชื่อดีไม่ง่ายจริงมันต้มเลยโอ้ยขั้นละขอชิมก็ว่ะเสียงเป็นเดี๋ยวมันเกี้ยนอยู่đi theo chưa sát mình nữa có vẻ như bot đấy phải biết rồi các bạn
đây là cái đúng con này vừa rồi này. Mình sẽ bay ở dưới xem. Bên này trước, sau đi bộ lên. Địa hình đấy khá hiểm trở. Không phải là các bạn, thật sự rất khó. Thử bên này xem. Đường này vừa nãy mình có đi rồi. Mà rất là khó chịu. Cái điều đoạn này là phải chạy bộ. Mình chạy bộ mãi mà không được này. Đây, còn bọn đồng khốn nạn. Xuống đây chơi ấy. Có giỏi xuống đây chơi à. Nó cứ bay mình không thể tiếp cận được nó luôn ấy. Quá cao. Nếu cửa đúng mới ở đây mà mình không vào được thôi các bạn. Rất là cần rồi. Ở đây, đây vào được rồi. Nó nằm ở dưới kia thôi. Thank you.
quay vòng. Ok, đúng hướng rồi. Ok, ở đây, đây là đường xác, khá là khổ. Map làm rất là kỳ công. Giờ mình đến đây rồi nhưng mà mình cũng không thể ra tiếp được vì nó cao. Liệu có cách nào để nhảy cao không? Gần được rồi các bạn ơi. Không thể đưa lên được. Khá là khó chịu. Đó các bạn thấy không? Lên được mà không lên được. Nhau rồi các bạn ạ. À.
mình cần phải tìm chìa khóa nhưng mình không biết tìm chìa khóa ở đâu. Rồi, có lẽ hôm sau mình sẽ tiếp tục vậy. Ok, mình cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi mình nhé. Thì nếu như các bạn thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Còn nếu mà các bạn có góp ý gì thì hãy đăng ở dưới bình luận để mình cải thiện thêm nhé. Ok, cảm ơn các bạn một lần nữa đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. See you again!